Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Có chuyện gì không? Bẩm tôn giả, hôm nay nhận được truyền tin của Lạc Vô Cực với các đại danh sơn, nói là chúng ta phái ra đại diện, ngày mai đi về bàn Long Loan bàn bạc chuyện quan trọng. Hắn còn nói nếu như kẻ nào không đi, chết. Hắn đã giết Quách Minh Huy, ta vẫn chưa tìm hắn, hắn ngược lại nại nà đến tìm ta trước. Tốn giả, bây giờ những danh sơn khác đều đang còn đợi tin tức của ngài. Truyền chỉ lệnh của ta, ngày mai ai cũng không được phái người qua đó. Vâng. Ta ngược lại muốn xem thử, Lạc Vô Cực này có thể gây ra sóng gió gì đây. Sư phụ, bên kiếm cuồng lên tiếng rồi. Ngày mai ai đi bàn Long Loan chính là trở thành kẻ địch với Côn Luân kiếm cùng. Chúng ta phải làm sao, có đi hay không? Ngươi quyết định, Lạc Vô Cực này đến ngay cả Quách Minh Huy cũng đều dám giết, rõ ràng là muốn tuyên chiến với thế lực danh sơn. Cho dù là đứng về phe nào, hắn và kiếm cuồng, ngũ hành sơn của chúng ta cũng sẽ đắc tội với một bên. Lạc lão đệ, hôm nay cậu đã đại diện của các đại danh sơn đến là muốn bàn bạc chuyện gì vậy? Ký một khế ước linh lực để bọn họ không được tự ý nhúng tay vào thế tục mà thôi. Lạc lão đệ đúng là có tình có nghĩa, không hổ danh là hoa băng chi đỉnh. Chủ nhân, thế nào rồi? Đại diện của ngũ hành sơn, Long Hồ Sơn và Mao Sơn đều đã đến rồi. Khế ước của Ninh Nhược đã ký kết hoàn thành. Mà các danh sơn khác, bao gồm cả Côn Lôn kiếm cùng, trong đó đều bày tỏ rõ ràng là tuyệt đối không đến. Cái này, không sao, không đến. Tôi sẽ đích thân đi tìm bọn họ. Trưởng lão, chúng ta ở trên mạng công khai kiêu ngạo với Lạc Vô Cực có phải là không được tốt lắm hay không? Dù sao đến ngay cả Tham Lang chân tổ đều chết trong tay của hắn rồi, bây giờ trên dưới Nga Mì không ai có thể chống lại được hắn. Có gì đâu mà phải lo lắng, kiếm cuồng chân tổ đã lên tiếng rồi, chúng ta còn sợ hắn nữa hay sao? Đừng quên rằng danh sơn của chúng ta có thánh binh bảo vệ đấy. Nhưng mà thánh binh kia chỉ có thể bị động phòng thủ, không thể nào chủ động xuất kích. Chúng ta cũng không thể nào cả cả đời trốn chui trốn lùi ở trong tông môn được đúng hay không? Vội cái gì? Ninh Triều không phải là sắp đến rồi hay sao? Lúc đó, thánh tử của trò chơi đáng sợ giáng lâm. Lạc Vô Cực nhất định là chỉ có con đường chết. Ta không tin hắn chỉ là một tản tu nhỏ bé, còn có thể được nại nỗi với thánh tử phản tổ đỉnh phong. Nói cũng đúng, mặc dù chúng ta tạm thời không làm được gì Lạc Vô Cực, nhưng chỉ cần có thánh binh, Lạc Vô Cực có thể làm gì được ta? Không làm gì hết, chém chết các người mà thôi. Lạc Vô Cực, ngươi có ý gì, chẳng lẽ là muốn gây ra tai họa thao thiên hay sao? Ta nói rồi, kẻ nào không đến thì chết. Nếu như ngươi đã muốn như vậy, thế thì đừng trách chúng ta không khách khí đấy. Kích hoạt thánh binh, Phọc Long Sách.